Duy Lực trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 2021 tại Crema Coffee, ứng viên khu vực 7 thành phố San Jose, ông Biên Đoạt đã có buổi ra mắt và gặp gỡ đồng hương. Chúng tôi ghi nhận những hình ảnh như sau. Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi và thưa quý vị, như chúng ta đã biết, sau 46 năm Cộng sản kiếm miền Nam thì một cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Và thưa quý vị, riêng tại thành phố San Jose thì nó có trên 100.000 người Việt. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, chúng ta chỉ có được một vài lần có được một nghị viên dân cử người Mỹ gốc Việt. Và đến ngày hôm nay năm 2021 thì thưa quý vị, chúng ta đã không còn một nghị viên người Mỹ gốc Việt nào ở trong cái đồng thành phố 11 người, tức là 10 nghị viên và một thị trưởng. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho cái mùa bầu cử 2022 sắp tới thì cộng đồng người Việt rất quan tâm về vấn đề là phải có một dân cử người Mỹ gốc Việt để thay mặt cho cư dân người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose có những tiếng nói đóng góp cho hội đồng thành phố, cũng giống như là đòi hỏi những phúc lợi mà đúng ra cộng đồng người Việt phải có. Thì thưa quý vị, trong cái 2021 hôm nay đến giờ phút này, ngày hôm nay ngày 30 tháng 10 2021, chúng tôi được biết rằng có một vị người Việt ra ứng cử cái chức vụ nghị viên khu vực 7 để thay mặt cho cộng đồng người Việt, đó là anh Biên Đoàn. Thì trước hết Nghi Lữ kính chào anh Biên Đoàn. Thưa anh có thể nói sơ cho mọi người biết về cái thân thế của anh như thế nào, anh đến Mỹ này đó vào khoảng bao nhiêu tuổi, và trong gia đình của anh đó, thì cái truyền thống là như thế nào, anh qua đây theo cái diện nào thưa anh? Dạ, Biên với gia đình qua bên này là 1975. Lúc đó Biên 10 tuổi. Ở bên Mỹ này là 46 năm rồi. Truyền thống của gia đình Biên là ông ngoại hồi xưa là thị trưởng của Quảng Nam. Ông cậu cũng là thị trưởng, phó thị trưởng ở Quảng Trị. Nó không gọi là thị trưởng, gọi là tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng, dạ. Thì trong gia đình của Biên cũng rất là nhiều người chiến sĩ. Bác Hồ Văn Trâm là cũng là bác của Biên. Bác Võ Dinh là tướng một sao không quân. Dạ. Thì ba Biên cũng là đại quý, sĩ quan, 24 Thủ Đức. Thì Biên bây giờ làm là đại quý ở trong cứu hỏa 21 năm nay ở trong thành phố San Jose ạ. Như vậy thì hồi đó là Biên đi theo gia đình lúc 10 tuổi, như vậy là đi trước ngày 30 tháng 4 75 phải không? Dạ, ngày hôm đó là ngày 20 tháng 4, ngày 20 tháng 4 1975 ạ. Kính thưa quý vị, Biên đi qua Mỹ từ lúc nhỏ, tức là mới 10 tuổi, cho nên cái tiếng Việt của Biên cũng không rành lắm. Tuy nhiên là một người Mỹ gốc Việt thì Biên đã phục vụ cho sở cứu hỏa ở thành phố San Jose và cấp bậc là đại quý. Thì tại sao giờ này đó là Biên còn ở trong cái đơn vị cứu hỏa hay không mà lại ra ứng cử như thế này? Biên bây giờ vẫn làm ở trong cứu hỏa, đại quý. Vẫn làm được cho tới mình thắng được cái ghế thì mình phải về hưu. Mà nhiều người sẽ hỏi Biên là tại sao Biên ra ứng cử. Yes. Cái thứ nhất là nguyên đời của Biên 27 năm làm ở trong cứu hỏa, 21 năm ở tỉnh San Jose này. Mình đã phục vụ cho tất cả dân, làm việc với người tàn tật và người ta bị tâm thần. Thì Biên khi nào cũng phục vụ dân. Nên năm này mình thấy cộng đồng mình không có một cái tiếng nói, không có ai đại diện, mà rõ ràng là cái thiệt thòi là của cộng đồng mình không có được đối xử công bằng về chính trị, về thương mại, về cái quyền lợi ở ngay tỉnh San Jose này. Có một câu hỏi của Nghi Lữ, đó là trong lúc đi làm cái công tác cứu hỏa đó thì dĩ nhiên là có những cái vụ cháy. Trong đó có nhiều cái gia đình của chính sách dân cháy, thì Biên có nhận thấy rằng những vụ cháy mà nó xảy ra những gia đình người Việt có cái gì phân biệt nó khác với lại sen khác hay không? Dạ, phần đông á, nhà cháy á, là rất là nhiều nhà của người Việt Nam mình. Yes.
Thì lúc mà đi vô nhà người Việt Nam mình thấy là rất là nhiều cái khó khăn. Không có biết luật hay là không có đủ máy phản động khói để báo tin để chạy ra khỏi nhà. Và nhiều nhà biên tới thấy một nhà mà có ba gia đình ở phía trong đó. Thì mình thấy cái khó khăn và cái khổ sở của cộng đồng mình. Nên biên muốn ra ứng cử là một cái tốt đẹp, một cái đại diện cho cộng đồng mình, có một cái tiếng nói mà một người phải có cái khả năng và phải xứng đáng cho cộng đồng mình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, qua những cái lần tiếp xúc bên biên đoàn thì chúng tôi thấy rằng tiếng Việt của anh chưa giỏi, nhưng có thể nói rằng anh cũng hiểu và nói được tiếng Việt. Mà ngoài ra, cái mà chúng tôi kỳ vọng nơi anh biên đoàn, nếu anh là nghị viên, đó là cái khả năng Anh ngữ và cái khả năng connect với lại các vị nghị viên khác hay là các sĩ dân khác, để mà có thể có được những cái sự đồng thuận mạnh mẽ khi mà đưa ra những cái nghị quyết nào đó mà có lợi cho cộng đồng người Việt. Thì có một câu hỏi của chú Nghi Lữ là cái chương trình hành động, cái ưu tiên hành động nếu mà Biên đắc cử thì là cái chương trình gì, những cái việc gì mà Biên gọi là ưu tiên sẽ đưa ra nghị trình? Cái thứ nhất, mình phải, không phải là người Việt Nam mình rất là giỏi ở đây, mình không phải xin nữa, mình phải đòi hỏi thành phố này cho cái quyền lợi của cái cộng đồng mình, và Biên sẽ đại diện cộng đồng mình và làm nhiều việc cụ thể đã chưa xong, như là cái công viên truyền thống của người Việt Nam mình. Cái đó là cỡ 30 năm rồi. Và cái vision của Biên á, là cái Little Sài Gòn đó, là mai mốt á, là mấy cái đường là phải để là không phải là Story Road mà để là Little Sài Gòn. Rồi xong mình phải cạnh tranh cho tiền để lập lại cái VACC, là cái Vietnamese American Community Center của mình. Rồi xong sau này mình phải mở ra một cái đường cho tất cả mọi người Việt Nam và nhất là đứa trẻ đi theo một cái hướng đường về chính trị. Lúc đó cái tiếng của mình nó sẽ mạnh lên, và cái tương lai của cộng đồng mình và trong mấy cái người nghị viên sau này. Dạ vâng, theo như chú Nghị được biết là hiện nay đó là một cộng đồng có rất là đông sắc dân, trên 100.000. Nhưng mà hiện nay cái trụ sở sinh hoạt cộng đồng cũng không có. Cái nơi thờ phượng những người tướng Tuẫn Tiết đó, ngày 30 tháng 4 đó, tức là ở khu hội hiện giờ cũng không có. Rồi thì đấu tranh rất là gian khổ để có được cái chữ Lý Đô Sài Gòn trong khu vực Story. Nhưng mà hiện nay mấy cái đáp phướng nó hư hết rồi, nó mất hết rồi. Mà thành phố cũng không có cái quan tâm. Thì Biên có nghĩ rằng những điều đó, Biên có điều gì để nói với cộng đồng người Việt nếu Biên là nghị viên? Nếu Biên là nghị viên, Biên sẽ tranh đấu và đem nhiều cái việc này ra thành phố, mà mình sẽ cạnh tranh cho tiền mà làm nhiều cái việc này nó chưa làm xong. Như vừa qua chúng ta đã thấy rằng có cái khánh thành cái trung tâm phục vụ cho đồng người Việt, tức là cái VARC đó, nó VASC. Thì chúng tôi được biết rằng dù rằng cho đồng người Việt, nhưng mà qua cái research của ông Dave Cortese thì muốn có một cái sự phục vụ cho sức khỏe người Việt. Nhưng mà đó, nếu mà trường hợp đó mà chúng ta không có kết hợp chặt chẽ với Santa Clara đó, thì không có những cái dịch vụ hoặc không có những cái hoạt động thường xuyên, thì cái đó sẽ không còn người Việt nữa. Thì nếu có điều gì đó nghĩ về cái việc đã thành hình cái VASC, phải không? Thì Biên sẽ nói điều gì? Cái VASC á, là cũng rất là tốt cho cộng đồng mình. Nhưng mà cái đó là chỉ phục vụ được 3.000 người mỗi năm thôi. Mà dân người Việt Nam ở đây á, là hơn 100.000 người. Cỡ 40-mấy% người không có đủ bảo hiểm ở đây. Nên mình phải cạnh tranh thêm nhiều chỗ giống như là VASC và phục vụ cho nhiều người Việt Nam mình không có bảo hiểm và rất là nhiều người già không có đủ khả năng để đi tới chỗ như là VASC và không có biết tiếng nói và không có biết
để nói cho người khác giúp đỡ cho mình. Tại vì người Việt Nam mình khi nào cũng ngại và mình sợ là mang tiếng, thì mình phải tìm cách để giúp cho cộng đồng của mình. Bây giờ cái lời cuối, nếu có cái điều gì đó mà nói với cử tri khu vực 7 về cái tấm lòng cũng giống như cái mong mỏi của Biên thì Biên nói điều gì? Cái khu vực 7 này sinh hoạt, kinh tế, dân, là cái khu vực này là khu vực của người Việt Nam mình. Mình phải lấy lại cái khu vực này cho người Việt Nam mình. Cái khu vực 7 là cái trái tim của cộng đồng mình. Tại sao mình để cho nó mất đi? Mình phải lấy lại cho một cái tương lai sáng sủa cho con cháu mình sau này mới trèo lên cái cây để hái trái cây để sống trong đời của nó ngay trong khu vực 7 này và ngay trong cái tỉnh này luôn. Dạ, cảm ơn quý vị. Có một câu hỏi của khá thế gì? Chúng ta đã biết khu vực 7 mất vừa qua là cũng vì có những ứng cử viên cùng một sắc dân là người Việt cho nên bị mất phiếu. Thành ra nếu mà cái tình trạng này lại xảy ra trong năm 2022, có những người Việt nữa sẽ ra để chia phiếu và người Việt lại mất phiếu, thì nếu có điều gì đó nói như những ứng cử viên khác với cái lời mong cầu của Biên thì Biên sẽ nói điều gì? Biên sẽ nói một câu như vậy là nếu mà một người khác đã thắng thì Biên sẽ đứng đằng sau người đó ủng hộ 100%. Và cái thứ hai Biên muốn nói ra, Voronov đúng không? Dạ, 100% Voronov luôn. Thì cái thứ hai đó là người nghị viên khác cũng là người Việt, mình đừng có đánh nhau, mình ủng hộ nhau. Tại vì mình phải chú ý lấy lại cái khu vực 7 này. Dạ, cảm ơn Biên. Chủ nhân Rama xin chào đón tất cả quý vị đến ngày hôm nay để được gặp ứng cử viên của khu vực 7 thành phố San Jose chúng ta. Chúng tôi cũng rất là hân hạnh để chào đón những nghị dân nữ và những người xa đến rất xa và bỏ thời giờ đến đây để cùng chúng tôi tiếp đón và trao đổi với người ứng cử viên sắp tới. Ladies and gentlemen, on behalf of Premier Management, I truly welcome all you come and I thanks for your time to come here to listen to our next City Councilman, District 7. On behalf of him, on behalf of Premier Coffee, I truly recognize Councilman Matt Mahan from District 7. He also running for mayor of San Jose. And I also recognize chemist, John Chemist. He will be our next board supervisor of Santa Clara County. Thank you for coming. And now I want to turn my phone to MC Zulu. And we are so excited to host a meeting with today to support our Vietnamese candidate, Thien Duan, for District 7, City Council for District 7. Okay. So I also recognize some of the media today. We have a video from Malmo. Yeah, thank you.
Down in the Albert Dead Blossom Valley area. June and June, I just want to thank you so much for how engaged in the community you are and for hosting all of us here today. How's everybody doing this afternoon? You all doing well? Good. It's great to be here with you. I want to say, as I've been out running for mayor these last few months, my favorite part of the campaign for mayor has been the incredible experience of getting to know our Vietnamese community here in San Jose. My district does, down in District 10, doesn't have a huge Vietnamese community, but thanks to June and Duke and many others here, HG and others at the end for inviting me to some of these events, I've had the great pleasure of getting to know this community better and the culture, the traditions, and I've loved it, and please keep inviting me. It's been a ton of fun to be spending some time with you all, so thank you. You know, one of the points I just wanted to quickly make before turning it over to Vienne is I think representation really matters. And if you look at our city council today, we don't have anyone of Vietnamese descent. We don't even have anyone of Asian American descent on our city council. The city of 1.1 million people, where over 40% of our population is Asian American, and over 15% is Vietnamese American. We don't have any of that voice at City Hall. And that's the problem. We are missing out on the perspectives and the experiences of nearly half of our city at City Hall. And I think that makes us worse as a city. We would be better off to be hearing from the wisdom of the different communities out there, and especially our Asian American or Vietnamese communities. So I think that matters. I appreciate anybody. Yeah, let's give the better applause to that idea. And I want to just thank anybody who takes the time and effort to go out there, put themselves out on the line, knock on those doors, take the criticism, and who wants to serve. And so I appreciate, Ian, that you're out there. I know you're working hard. I see you at every event, everywhere across the city. It's been a pleasure to get to know you. And So I'll be quiet now, but I just appreciate the opportunity to be here, and I want to thank all of you for being civically engaged and for caring about the future of our city. This election's going to matter a whole lot, and I'm glad that we've got some great candidates out there. So with that, thank you again. Bây giờ thì bắt đầu chương trình. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Xin tất cả chú ý, tất cả quốc gia Hoa Kỳ. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad sons and bright stars perilous fight, o'er the ramparts we watched, there so gallantly singing, and the rocket's red flame, the bombs bursting in the air. Và sau đây là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Yeah.
Sau đây là một phút im lặng để tưởng nhớ tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Một phút im lặng để nhớ đến quân dân đáng kính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng tự do. Một phút im lặng để tưởng nhớ đến 38.000 quân nhân đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam để bảo vệ tự do và dân chủ cho Việt Nam. Trước khi giới thiệu, ứng cử viên này lên đây ngọt lời, tâm tình và kính chào toàn văn quý vị, thì Ngọc Nguyễn xin phép để được nói sơ qua về tiểu sự tâm tình cũng như nguyện vọng của ứng cử viên khu vực 77 Biên Đoàn. Đây là lời tâm tình của Biên Đoàn kính thưa quý bác, quý vị, quý anh chị. Vì rất vinh dự và cảm kích được có sự hiện diện đông vui của các bác, các cô chú, các anh chị ngày hôm nay. Đây là một sự khích lệ lớn lao trong việc Biên Đoàn ra tranh cử nghị viên thành phố San Jose khu vực 77, và Biên Đoàn cảm thấy rất hạnh phúc và ấm cúng. Xin phép các bác, các cô chú, các em chị cho được trình bày với cương vị là một ứng cử viên khu vực 77. Quý vị, năm 1975 gia đình Biên Đoàn cũng như rất đông quý vị có mặt nơi đây, chúng ta đã rời bỏ đất nước xa xỉ ngàn công sản tại Hoa Kỳ và gia đình Biên Đoàn đã đến để định cư tại đặc thị trấn Cỏ Cây, California. Lúc đó Biên Đoàn mới học cấp ba, vì vậy Biên Đoàn đã nói Việt Nam không được được thông thả, xin quý vị cứ lỗi lầm. Đến năm 1983, gia đình Biên Đoàn dọn về vùng thung lũng Hoa Vàng và chọn sinh sống trong khu vực 77. 16 năm sau, gia đình riêng của Biên về khi sinh ở, nhưng Biên vẫn tiếp tục đi làm tại San Jose và sau đó trở lại San Jose cách đây 77 năm. Đến năm 1900, và thưa xin lỗi quý vị, sau khi tốt nghiệp về khoa học tâm thần, Biên Đoàn đã được chào chào làm việc với New trong quý vị là một nhân viên cứu hỏa và là một chuyên viên về tâm thần. Biên Đoàn đã đạt được thực vụ trong ngành cứu hỏa hơn 27 năm, với 21 năm tại thành phố San Jose, và cũng trong thời gian này Biên Đoàn đã sáng tạo tập hồ nhân viên miền gốc Việt tại thành phố San Jose, tức Vegas, Vietnamese American City Employees, và làm chủ tịch hội. Từ là một nhân viên cứu hỏa, Biên Đoàn đã được lên thành kỹ sư, rồi làm giám đốc quản trị cả 33 trạm cứu hỏa tại San Jose. Sau đó Biên Đoàn đã may mắn là người gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm chức chủ đại úy cứu hỏa. Nay đã là 11 năm. Trong thời gian này, Biên Đoàn đã làm việc với Hội Hồng Học Tự để thực hiện chương trình gắn âm thanh báo động tập học chống thiên tai và động đất, lắp đặt máy phát hiện khói độc và hướng dẫn kế hoạch phát hiện cho 24 khu mobile homes. Với trên 21 năm làm việc tại thành phố San Jose và trong cương vị là đại úy cứu hỏa, Biên Đoàn đã nhìn thấy những bước thăng trầm của các nghị viên người Việt gốc Việt cho đến các sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam chúng ta, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Hầu như tất cả mọi thứ quan trọng của người Việt chúng ta đều nằm trong khu vực 77, nơi Biên Đoàn và gia đình đã sinh sống từ nhiều năm qua. Đó là bài hát về ứng cử viên khu vực 77 Biên Đoàn. Xin tâm tình với quý vị ít phút về cảm nghĩ riêng của Ngọc Thủy. Cách đây khoảng hơn 2 tháng, rất tình cờ Ngọc Thủy đến nhà hàng và cà phê Emma của anh chị chính thức uống cà phê, vì tình mê cà phê lắm. Rất tình cờ đã gặp Biên Đoàn ở nơi đây, và có một vài lời tâm tình thì ngắn ngủi. Biên Đoàn cho biết sẽ ra đến từ khu vực 77, bởi vì
bao nhiêu năm học lớn lên ra trường và trở thành công hòa, một ngành nghề đòi hỏi nhiều sự nhẫn nại, hy sinh thầm lặng và sự tăng trưởng. Bây giờ Biên Đoàn đã cảm thấy sau những ngày tháng qua khi đến trước cho các cư dân, khi mà bị lụt tại khu vực bệnh viện, thì Biên Đoàn đã thấy khát khao một cái sự phục vụ được giúp đỡ tất cả những người dân trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Và Biên Đoàn bản sàng trong những năm qua mình đã làm việc tận lực cho xứ sở Hoa Kỳ là một nơi đã tu mang gia đình mình như bao nhiêu người Việt định đạt khác, thì bây giờ đã đến thời gian mà mình muốn đem hết sức mình của phần đời còn lại để tiếp tục phục vụ cho cộng đồng người Việt. Đó là điều ước ao, đó là điều được khao khát, đó là một điều hoài bão, đó là một lý tưởng mà Ngọc Thủy nghe qua thôi thời gian rất ngắn để chịu trò với Biên Đoàn lúc gần gặp đầu tiên. Và nhìn trong chớp mắt của Biên Đoàn, Ngọc Thủy thấy được cái sự quyết tâm đó. Cho nên Ngọc Thủy nhìn ra rằng đó là hình ảnh của một chàng trai nước Việt. Tới một chàng trai nước Việt, chúng ta sẽ gặp nhiều chàng trai nước Việt trong con đường đấu tranh phục vụ cho xã hội, đất nước cũng như cho cộng đồng. Và một trong những chàng trai ấy đó là Biên Đoàn ứng cử viên của khu vực tổng CDC của chúng ta. Kính thưa quý vị, các bác, các cô chú và anh chị em mình ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt và làm cho Biên rất là thấy là Biên rất là hạnh phúc, rất là ấm lòng. Tôi mình thấy tất cả mọi người tới đây đã đoàn kết với nhau để ủng hộ trong cái mời ứng cử kỳ Biên ra để đại diện cho cái cộng đồng của mình. Bao nhiêu năm nay mình có người kỳ Biên Việt Nam, nhưng mà hơn ba năm rồi mình không có ai hết, nên nhân dây rất là buồn. Viên nghĩ lại tại sao Biên mở ra Biên á, đã làm cứu hỏa 21 năm trên tỉnh này. Tại vì Biên nhưng không phải là đi cầm tiền Việt, mà cũng có lo về tiền, mà cũng có lo về trước. Tại sao Biên muốn ra? Biên thấy rõ ràng là cái cộng đồng mình không có tiếng nói, mà trong cái tỉnh này 40% là người ở đâu mà không có một cái tiếng nói cho người của người Việt Nam hay là người Á Đông của mình. Nên Biên muốn làm tất cả mọi thứ hy sinh và đi theo cái hướng đường về đại diện và giúp đỡ cho cộng đồng mình. Biên đã như này 46 năm Biên đã làm việc trả nợ cho nước mình này. Thì Biên nghĩ lại tại sao Biên không trở lại cái gốc của mình, cái thương quê hương của mình. Mình phải trở lại giúp đỡ quê hương của mình. Tại vì lúc mà cái ngày cuối cùng mà mình nằm xuống, Biên sẽ nghĩ Biên đã làm cái gì tốt cho cộng đồng mình. Nên ngày hôm nay Biên có gia đình từ xa từ gần, bà con, bạn bè, từ có nhiều người ủng hộ từ cứu hỏa tới đây, mà có người nhưng chưa bao giờ biết mà tôi vừa mới gặp được cái máy này thôi mà người ta tới đây để ủng hộ. Tại sao? Thì đã hiểu được cái tâm đặc biệt là muốn đại diện cho tất cả mọi người cộng đồng. Mình tất nhiên là mình muốn bảo vệ cái quyền lợi của cộng đồng này. Mình muốn là mất ơn cái nhu cầu của cộng đồng này. Nhưng mà cuối cùng mình là người nghỉ viên thì phải bảo vệ tất cả
cả mọi người, lên bài đại diện tất cả mọi người, thì lúc đó đó thì tất cả mọi người chung quanh mình sẽ thấy mình là một người Việt Nam chừng mình chả biết đại diện cho tất cả mọi người nên đem theo một cái gọi là cái vinh dự để đem lại cho cái người Việt Nam đó. Thì sau này thì người Việt Nam đã mở một cái hướng đường hướng dẫn cho tất cả những trẻ cũng lên đấy tiên trì trì. Thì lúc mà viên chúng ta đang được vận trình thì người đó sẽ lên đấy. Tất cả mọi người Mỹ, người Mẹ, người Âu Châu, người Á Châu sẽ ngó rõ ràng là người Việt Nam mình có khả năng có công bằng mà biết cách đó, làm trong chính phủ này. Thì lúc đó mình mới có cái tin. Thì cái tương lai của mình là tất cả các người trẻ trẻ. Tôi muốn cảm ơn ba má viên như đây. Tôi muốn cảm ơn tất cả bà con, anh chị của viên đi từ San Luis Obispo xuống rồi từ Tracy rồi bao nhiêu người bạn bè ở đây. Nhiều người em rất là người bạn của viên, Matt Mayhan là người bạn của viên, anh Todd Su, Tina Tien, thì anh, thì Dung Anh Đức. Bao nhiêu người biết xin lỗi, biết không có nói hết hết tên được. Nhưng mà biết biết trong lòng của viên rất là hạnh phúc và ấm áp là tất cả mọi người tới đây đây. Nhiều điều cái năm cái vấn đề đấy cũng nói ra tại sao sinh ra như là nói cái thứ nhất rồi rồi à tiếng nói của cộng đồng mình nó là bị kẹt mình để cho một người khác đến đây khu vực 77 khu vực 77 này là của ai, khu vực 77 là của người Việt Nam mình, khu vực 77 này là cái trái tim của mình đừng có quên cái đó, cái này là cái trái tim của mình. Tại sao tất cả cái hoạt động của người Việt Nam mình nghe cái khu vực 77 này thì mình phải ủng hộ nhau, nâng đỡ nhau để mình lấy lại cái trái tim của quê hương mình. Cái thứ hai mình nói về cách dịch vụ của khu vực 77 phải có cái công bằng bằng để viên đã nói ra viên sẽ đại diện cộng đồng mình với người mình, nhưng viên hiện diễn ra đại diện hết cho tất cả mọi người. Thì 10 khu vực mình viên phải nhấn lại cái đó, 10 khu vực mà không có một người á đâu, không có nói một tiếng nói thì có bao nhiêu người Mỹ nó đã tới nói chuyện với viên. Tại sao như vậy? Tại sao mình lại để như vậy? Mình phải ủng hộ hết tất cả khả năng làm nên cái sự an ninh trong khu vực 77, bao gồm giải quyết các vấn đề vô gia cư. Mình phải giúp cho tất cả mọi người vô gia cư. Tại sao sao sao? Thì người ta có may mắn như mình. Thì quên á, lúc mình có bao nhiêu mình á, mình rất sắp sắp đó. Mình rất là nghèo khổ. Mình không có khả năng á. Thì nhiều người vô gia cư, người ta có rất là vấn đề gọi là drug abuse, hay là alcoholism, hay là người ta bị tâm thần. Thì may mắn là biết là đã làm việc gọi là sai trách. Đang nói với nhiều người ta và nhiều người bị tâm thần nên tin rất là hiểu hiểu và thông cảm cho mấy người vô gia cư. Trong cái county này á là có 9.700 người vô gia cư, nhưng mà tại sao cái từ thành phố San Jose có 6.000 người vô gia cư rất là nhiều, mà mình chỉ bây giờ á chỉ có 300 hơn 300 cái giường, hơn 300 cái giường. Người ta muốn làm ra 1.000 cái giường để cho người vô gia cư, 5.000 người kia thì sao? Mình phải khuyên tiền từ state, từ federal, từ county. Mình phải bắt
bắt buộc trong khi phải làm việc về tâm thần. Và tribulations cho mấy cái người vô gia nhân lúc đó gọi là mình là biết tìm được việc làm nhiều những nhà nhỏ cho người ta, rồi sau mình mới nâng người ta lên thì mình cho người ta tiền, rồi sau lúc đó người ta sẽ trở lại giúp cho tất cả mọi người. Biết là Biên là một trong 10 người kỷ niệm. Nhưng mà tại vì Biên ý Biên không biết cách làm việc. Mình mới gọi là lao nói thêm. Mình biết cách nói chuyện với người ta, mình biết cách khuyên khích để làm cho cái việc nhiều là chưa làm xong trong cộng đồng. Như cái công viên văn hóa của mình, cái đó là 30 năm nó chưa làm xong xong xong. Nếu mà biết là một người nghỉ viên ngồi trên ghế đó, Biên sẽ làm hết tất cả khả năng của Biên làm cho xong cái đó. Và Biên muốn là khuyên viên để làm lại cho cái VACC cho nó đẹp, cho nó xứng đáng với cái người Việt Nam này. Như cái khu vực lưu nó xoài xòa đó, tại sao cái tên đó là Story Room? Tại sao sao không nghĩ ra mình để cái tên đó là lên nó xoài xòa? Cái đó là mình mới bảo tàng ra đây. Cái tiếp tục mình muốn nói ra Biên đã hiểu được cái trách nhiệm của người nghỉ viên trước khi Biên đi. Cái tương lai của cộng đồng mình á, không có phải là cái gì. Cái tương lai của mình, cộng đồng của mình á, là cái tương lai của mấy đứa trẻ. Cái trách nhiệm của Biên á, lúc mà lên nghỉ viên đi, mở cái hướng đường hướng dẫn. Lúc đó sau này, có 4 người nhớ nghĩ trong cái tỉnh này là 40% là người ở đâu đó. Mình cứ nghĩ đi, 4 người nghỉ viên lên trên đó thì đứa trẻ nó cứ lên là nó mở hướng đường người đứa trẻ khá thì cái tương lai của mình, cái tiếng của mình nó sẽ rất lớn ở vậy. Khi nào ủng hộ mấy người nghỉ viên khác, người Việt Nam rất là giỏi. Tôi nói như vậy, mình vừa giỏi làm việc rất là khó. Tại sao mình khi nào mình hơn được tất cả người mà khi nào làm phải đi xin? Không, mình không quyền, mình không bao giờ phải xin. Mình phải hỏi, mình phải làm cho người ta làm cho mình xin. Nên Biên rất là hạnh nhiệm. Biên biết Biên có khả năng. Biên sẽ làm hết sức cho tới hết ngày này Biên cùng Biên. Biên sẽ làm hết sức ủng hộ, giúp đỡ để lại cho cộng đồng của mình. Một hai câu nữa là Biên nói rồi, muốn cho tất cả quý vị nghe là cái vùng về nó gọi là Revisit Thinking. Nó sẽ trải ra 10 khu vực ra khác nhau. Nếu mà mình không chú ý đó, nó sẽ chia sẻ ra là người Việt Nam mình sẽ mất cái tiếng mà người này có thể mạnh hơn hay là người khác mạnh hơn. Nên mình phải chú ý cái đó. Và cái thứ hai tôi muốn nói với mọi người đó, nó gọi là cái SP 0999. Tất cả mọi người nay có nhà, nếu mà mình để cái SP đó, bây giờ nó đã approved trên state rồi. Nhưng mà mình sẽ sẵn sàng làm thế gọi là mình cho cái quyền của mấy người nghỉ viên ở đây để quyết cái đó. Nếu mà nhà của anh chị ở chỗ rất là thoải mái, mình ở đó 30 năm, tự nhiên ý, có một cái căn nhà kế bên xây dựng cái phố đó có thể là cái tâm đó có khi là còn cộng vào thêm cái ADU là additional lần sau đó mà bao nhiêu chỗ mình đồng xe vậy. Cái thành phố này nó sửa soạn để như là
nếu đi đi cầu có đủ cái đó chưa, nhưng mà Biên nghĩ là đến cái đó mình phải chú ý. Biên đã chú ý cái đó khi Biên lên ứng cử nghị viên Biên muốn tất cả mọi người đều chú ý đến cái đó. Tại vì cái redistricting ấy, nếu mà mình không vào ngay bây giờ đó, ngày 13 là hết hạn rồi, nên mình phải đập ngay lập tức để mình đoàn kết, mình bẻ ra theo ý của cộng đồng mình. Thì Biên thì có nói cái lời cuối cùng này nè, nếu một người nghị viên khác ở Việt Nam ta thả Biên sẽ đứng trước mặt mọi người nói như vậy nè, Biên sẽ đứng đằng sau người đó ủng hộ 100% cho nên tôi nói. Cái thứ hai là Biên quyền cộng đồng đồng loại đoàn kết với nhau, đừng có đánh nhau. Mình chỉ đánh ra cái thế mình đánh cái để lấy lại cái thế của mình đừng có đánh nhau. Mình nâng đỡ nhau trong khi nào mà hai người lên hay là một người lên là Việt Nam mình. Nên Biên rất là anh nhiệt ngày hôm nay cảm ơn và xin trân trọng cảm ơn quý bác cô chú anh chị em của mình. Cảm ơn.